Không ngờ hai người còn tới gặp tôi lần cuối cùng. Hai người có biết không, lúc đầu tôi rất sợ, nhưng mà không biết tại sao bây giờ hết sợ rồi. Có thể sợ cũng chẳng làm gì được. Phải rồi, có gì cần nói với tôi nữa không? Anh còn gì nhắn nhủ nữa không? Không có. Chúng tôi đã liên lạc với vợ của anh. Cô ấy nói sẽ nói lại với con gái của anh là anh đã gặp phải tai nạn. Tai nạn gì? Không sao đâu, bây giờ đâu có ngại gì nữa, cứ nói đi. Nó lặn đi ra biển, gặp phải bão nên bị đắm tàu. Nói vậy cũng tốt. Sau này con gái tôi nhìn thấy biển, nó sẽ nhớ tới tôi. Susan có tới thăm anh không? Không. Tôi thật sự không hiểu cô ấy đã đi đâu chứ. Không lý nào cô ấy không biết anh đã xảy ra chuyện. Nếu cô ấy biết anh đã xảy ra chuyện, không thể nào cô lại không tới thăm anh. Hãy nhớ kỹ, cho dù Susan có ở đâu, chỉ cần anh nghĩ rằng vẫn còn cơ hội gặp được cô ấy, anh sẽ cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Chúng ta đã cố hết sức rồi, không có gì có lỗi với anh ta đâu. Bây giờ người duy nhất có thể giúp tôi tìm lại Susan cũng đã chết rồi. Chắc là cũng sẽ có cách khác mà. Người cuối cùng tiếp xúc với Susan cũng đã chết. Mấy người nói coi tôi có thể làm gì được đây? Cô ta quấy tránh mặt cậu, cậu còn có thể làm gì chứ? Tại sao cô phải tránh mặt tôi chứ? Cùng nhau đối mặt nói rõ ràng có tốt hơn không? Cô ấy đang mang thai, mấy người nói coi cậu có thể đi đâu được. Nếu cô có thể nói rõ ràng với cậu thì đã không phải là phụ nữ rồi. Michael à, phụ nữ làm cái gì cũng không cần phải nói lý do, chỉ nói thích hay là không thích thôi. Cô đã không muốn gặp cậu, có nghĩ cũng vô dụng thôi, bỏ đi. Anh Vân à, anh hãy giúp tôi đi. Cậu muốn tôi giúp làm sao?
Tôi chỉ muốn biết Susan có đụng tới tài sản của cậu không. Anh tới ngân hàng kiểm tra giùm tôi. Có khi nào tôi từ chối cậu đâu. Cảm ơn. Michael, bây giờ tinh thần của cậu tệ lắm, nghỉ ngơi vài ngày đi. Không được, cậu phải đi làm. Ở nhà càng thêm suy nghĩ bậy bạ, mất công làm phiền tôi. Cậu tự lo cho mình đi. Cậu không làm phiền tôi đã thấy phước đức lắm rồi. Nè, chuyện của phụ nữ có là có, không là không nha. Người xưa có nói đó, cái cũ không đi cái mới làm sao đến hả? Cậu giỏi như vậy á, chút nữa về nói với Michelle đi. Sao phải chút nữa mới nói? Trước khi kết hôn tôi đã nói với cổ như vậy rồi. Tôi không tin đâu. Cậu không tin à? Tôi sẽ nói với Jessica là cậu dạy tôi nói đó, cái cũ không đi cái mới không đến. Bây giờ tôi nói tin mà, tin cũng không được sao? Cậu còn nói nữa, không tin là tôi sẽ nói với cổ như vậy sao? Mấy người làm bộ không nghe hả? Nè, tôi sẽ nói lại với Jessica là do cậu nói đó. Tôi cũng nói với Jessica là do cậu nói đó. Mấy người đúng là không có nguyên tắc gì hết. Mẹ, xin lỗi nha, nói chơi thôi mà làm gì vậy? Uống đi. Cậu không sao chứ? Tôi cảm thấy làm đàn ông không thể nhỏ mọn như vậy được. Cậu cũng nhìn thấy rồi đó, tôi và Susan xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật là nhỏ mọn. Chuyện của Michelle với Henry lúc trước cậu cũng biết rồi đó. Chuyện lớn vậy mà cũng giấu tôi, vậy sẽ có rất nhiều chuyện còn giấu tôi nữa. Đổi lại là cậu thì cậu sẽ như thế nào? Tôi và Susan cũng như vậy thôi. Bây giờ đừng có nói là ai giấu ai, trừ phi cậu không muốn tiếp tục thôi. Nếu như muốn tiếp tục nữa thì cậu nên biết phải làm gì rồi. Tôi thật không quen nhìn thấy cậu nghiêm túc vậy đâu. Cậu tự nhìn lại mình đi. Thôi được rồi, tôi biết phải làm sao rồi. Ben à, có gì căn dặn? Đừng có làm cho tệ hơn đó. Rảnh quá đi rửa chiếc xe đi. Thôi đi đi. Sao cậu ở đây vậy? Gì? Không muốn nhìn thấy tôi hả? Làm gì vậy? Thái độ khó chịu, muốn giở trò gì đây? Đừng mặc kệ cậu ta đi. Chuyện của Susan thế nào? Ngoài mấy tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng cậu giao cho tôi, cậu còn biết cậu có tài khoản nào nữa không? Chắc là vẫn còn đó. Anh điều tra được gì rồi? Trước khi Susan rời khỏi Hồng Kông đã từng rút ra một số tiền. Nhưng từ lúc cô đi tới bây giờ, ngoài số tự động chuyển khoản trả tiền điện thoại, tiền điện, tiền nước ra, tài khoản của cổ chưa từng động đến. Thẻ tín dụng của cổ gần đây ở bên Mã Lai có dùng qua mấy lần, số tiền không nhỏ, bây giờ vẫn còn dùng. Vậy tức là cô ấy vẫn còn ở bên Mã Lai? Nếu có thể. Một người phụ nữ biết dùng thẻ tín dụng rút tiền vậy tức là không sao rồi.